mười giảng hạnh phúc nhân sinh. Làm một người tốt như thế nào mới chân chính như Pháp? Tập thứ nhất do giáo sư Thái Lỗ Húc chủ giảng, giảng tại Hiệp hội Phật Đà Giáo dục Hồng Kông ngày 20 tháng 10 năm 2004. Xin kính chào quý vị A Di Đà Phật. Buổi giảng của chúng tôi lần này là buổi giảng hạnh phúc nhân sinh. Đề mục là làm một người tốt như thế nào mới chân chính như Pháp. Làm thế nào mới chân chính như Pháp? Lão Hòa Thượng thường thường dạy bảo chúng ta phải giữ lòng tốt, nói lời tốt, làm việc tốt, làm người tốt. Cho nên muốn làm người tốt, trước phải liễu giải đến làm như thế nào. Khi khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác, như thế nào mới phù hợp tiêu chuẩn của người tốt? Điều tiêu chuẩn này phải nên tuân theo tiêu chuẩn của ai? Tiêu chuẩn của ai? Đây là một vấn đề đáng được cho chúng ta phải suy nghĩ cho kỹ. Tôi thường hay cũng có hỏi bạn bè. Tôi nói, người hiện nay rất ưa thích xem tâm lý học. Ưa thích xem tâm lý học. Giả như nhà tâm lý học này 40 tuổi đã viết một quyển sách tâm lý học, 60 tuổi lại viết thêm một quyển tâm lý học. Thưa quý vị đồng tu, quý vị nên xem quyển sách nào của bao nhiêu tuổi? Của bao nhiêu tuổi? Của 60 tuổi. Tôi cũng có cùng với bạn bè đàm luận với nhau. Tôi nói người 40 tuổi so ra đơn thuần hơn hay là người 20 tuổi so ra đơn thuần hơn? Là người 20 tuổi. Cho nên con người càng lớn không đại biểu cho càng đơn thuần, cũng không đại biểu cho rất có trí huệ. Bởi vì xã hội hiện nay chúng ta có thể lý giải đến là một cái lu nhộm lớn. Giả như nhà tâm lý học này 80 tuổi lại viết thêm một quyển sách. Thưa quý vị đồng tu, quý vị muốn xem quyển sách nào? Hay là lại tiếp xem quyển 80 tuổi của ông ta? Chúng ta đem cuộc đời giao cho ai? Giao cho cách nghĩ của một người, giao cho tư tưởng của một người. Giả như tư tưởng của ông ta là sai lầm, vậy thì đời này của anh sẽ bị ông ta dẫn đi mất. Thời đại này là thời đại trí thức bùng nổ. Tư tưởng của nhân loại chỉ vài năm thì tăng thêm gấp bội. Lượng lũy tích của tư tưởng chỉ vài năm thì tăng thêm gấp bội. Cho nên khi chúng ta không biết phán đoán cái gì là đúng, cái gì là sai, cái gì là thiện, khi cái gì là ác, khi anh tiếp xúc tin tức càng nhiều thì lượng trí thức càng nhiều, cũng có thể khiến cho đầu óc của anh càng hỗn loạn. Cho nên hiện nay có số sách lý luận của tâm lý học, nó cũng chỉ là cách nghĩ của một người nào và một số người nào, mà những cách nghĩ này có trải qua lịch sử khảo nghiệm hay không, thậm chí cách nghĩ của họ khi để tại Anh Quốc thì có thể được tiếp nhận, khi để tại Trung Quốc thì không được tiếp nhận. Cho nên số quan niệm tư tưởng này của họ cũng chẳng có trải qua sự ấn chứng của thời gian và không gian, nói nó là chân lý. Trong lúc này anh không thể tùy tiện mà tin tưởng, thậm chí lấy những số lý luận này của họ để làm nguyên lý nguyên tắc xử sự làm người của mình. Cách làm này chúng ta nên suy nghĩ cho kỹ lưỡng.
những người hiện nay chúng ta có thể nhìn thấy, giả như bạn của họ, anh bạn giáp đã nói một cách này, họ cảm thấy điều này nói được có đạo lý. Qua hai ngày sau, anh bạn ất lại nói với họ một cách khác, họ cũng cảm thấy hình như cũng có đạo lý. Tất cả trong tâm của con người đều không có cây thước, không có một cây thước đo phân tắc làm người, cây thước đo làm việc làm người. Mà trí huệ thanh hiền của Lão Tổ Tông Trung Quốc chúng ta đã truyền thừa hơn 4.000 năm, gần 5.000 năm. Toàn bộ trí huệ của xử sự làm người sớm đã để trong kinh điển, để trong kinh điển, để cho chúng ta không cần phải mất mấy mươi năm đời người đi dò dẫm tìm tòi, đi dò dẫm tìm tòi. Cho nên tục ngữ có câu: đứng trên vai của người cao lớn thì thế nào? Thì thấy được càng xa. Khi chúng tôi ở Thâm Quyến giảng bài, có một bạn hữu tuổi khoảng 40, ở trong xã hội cũng kể là có thành tựu. Sau khi ông ta nghe giảng một bài thì đã nói một câu. Ông ta nói: tôi ở trong xã hội mười mấy năm, đã dò dẫm tìm tòi, kinh nghiệm lũy tích, không ngờ chỉ là một hai câu ở trong Đệ Tứ Quy mà thôi, mà một hai câu nói này ông ta đã mất thời gian rất lâu đi dò dẫm tìm tòi, kinh nghiệm mới lũy tích ra. Bao lâu? Mười mấy năm. Thưa chư vị đồng tu, rất may là đã tìm được những đạo lý làm việc làm người chính xác. Rất nhiều người mười mấy năm, hai mươi năm, hai mươi mấy năm đi đến phương hướng cuối cùng của đời người thì càng đi càng thiên lệch. Lão Tổ Tông biết đời người muốn tích lũy trí huệ cũng không dễ, cho nên sớm ở mấy ngàn năm về trước thì biết được sự truyền thừa trí huệ văn hóa này là điều rất quan trọng. Rất là quan trọng. Cho nên Lão Tổ Tông đã phát minh một phương pháp truyền thừa trí huệ, truyền thừa văn hóa, gọi là văn ngôn văn, gọi là văn ngôn văn. Thật ra tôi trong quá trình đang tu học lời dạy bảo của Thánh Hiền Trung Quốc, mới bắt đầu xem cũng không hiểu trí huệ của Lão Tổ Tông, thậm chí cũng xem không hiểu lòng từ bi của Lão Tổ Tông vì con cháu đời sau Trung Quốc. Chúng ta đã làm những nỗ lực này, đã thiết kế văn ngôn văn, lúc bây giờ cũng xem không hiểu. Năm ấy tôi 25 tuổi, có một hôm ngồi trước máy truyền hình xem Lão Hòa Thượng giảng kinh, vả lại là lần đầu tiên. Vừa xem cảm thấy lời giảng của Ngài vô cùng có đạo lý, vả lại sau khi nghe xong có thể lập tức ở trong cuộc sống được lợi ích đi thực hành. Cho nên như vậy mới bắt đầu đi theo Lão Hòa Thượng học tập. Có một hôm Lão Hòa Thượng vừa giảng đến một đoạn thì Ngài hỏi chúng ta: trên toàn thế giới có tứ đại cổ văn minh. Hiện nay tứ đại cổ văn minh đều đã hủy diệt, chỉ còn lại một thứ cổ văn minh chưa có hủy diệt. Chư vị đồng tu có biết hay không là một thứ cổ văn minh nào? Là Trung Quốc. Có phải là bốn vị lão tổ tông của tứ đại cổ văn minh này đến trước mặt thần minh nói rằng: chúng ta bốn người cổ văn minh đều rút thăm, vị nào rút được không bao giờ đoạn thì cổ văn minh của vị đó sẽ không đoạn. Có phải như vậy hay không? Điều này tuyệt đối không chẳng phải là cầu may, cũng chẳng phải là ngẫu nhiên. Bởi vì Lão Tổ Tông đã phát hiện ngữ và văn phải chia ra. Bởi vì khi anh nói chuyện cùng với viết văn chương thì ý nghĩa như nhau.
ý nghĩa như nhau. 100 năm sau, lời nói của con người thì bắt đầu sẽ có hơi khác biệt. Những người sau 100 năm xem văn chương 100 năm về trước thì bắt đầu có một tí không hiểu rõ. Chúng tôi có một bạn hữu rời khỏi quê hương 20 năm. Khi anh ta trở về quê, cùng với những bạn cũ trong làng nói chuyện với nhau, có những lời nói cần phải giải thích một tí mới nghe mới hiểu được. Cho nên 20 năm thì có một cuộc thay đổi nhỏ, còn 200 năm, 1.000 năm. Cho nên hiện nay văn hóa La Mã cũng hay, văn hóa Ai Cập và văn hóa Tây Á cũng hay, cả thế đều chẳng có ai xem hiểu được. Chỉ có khảo cổ học gia có thể xem hiểu được vài chữ, kể cả chữ cũng sắp xem không hiểu. Có khả năng gì liễu giải văn tự của trí vệ văn hóa sâu xa ở phía sau hay không, thì càng không có khả năng đẩy mạnh truyền thừa. Mấy ngàn năm trước thì lão Tổ Tông đã nhìn thấy điểm này, cho nên đem lời nói cùng với viết văn chương chia ra. Cho nên viết văn chương dùng cái gì? Dùng văn ngôn văn. Dùng văn ngôn văn. Cho nên chúng ta muốn khai mở trí huệ mấy ngàn năm của lão Tổ Tông, chỉ cần anh có một cái chìa khóa này thì anh có thể khai mở. Thì anh có thể cùng với Khổng lão phu tử cầu thông, cùng với Mạnh phu tử nói chuyện, có thể theo Mạnh phu tử thỉnh giáo, thỉnh ngài chỉ dạy. Chỉ cần anh có thể khởi tâm cung kính chí thành thì anh cũng có thể làm học trò tốt nhất của Khổng phu tử và Mạnh phu tử. Khi tôi nghe đến chỗ này thì rất hổ thẹn, nước mắt liền rơi xuống. Vì sao nước mắt rơi xuống? Thông thường bạn bè chúng ta giúp anh cầm một món đồ gì đó để cho anh có một phương tiện thì nội tâm của anh cảm thấy rất vui mừng, rất cảm ơn. Nhưng lão Tổ Tông vì muốn đem trí huệ mấy ngàn năm trao truyền cho anh, dũng tâm từng ly từng tí mà chúng ta thấy cũng như không. Thậm chí không chỉ là thấy cũng như không mà còn đem những pháp bảo này, văn ngôn văn hay như vậy, bỏ vào thùng rác. Cho nên tôi tức thì đích thật là đã rơi nước mắt, rất hổ thẹn, cũng rất sám hối. Không giấu gì với chư vị đồng tu, trình độ khả năng quốc văn của tôi rất kém. Bởi vì khi tôi còn ở lớp đệ thất, có một lần cô giáo của tôi đã phát một bài văn chương cho chúng tôi làm bản mẫu. Cất vả vừa xem, bản mẫu ấy có đề tên là Thái Dung Thanh. Cô ta là chị ba của tôi. Chị học lớp đệ ngũ, tôi học lớp đệ thất. Bởi vì văn chương của chị viết rất hay, thì đem bản mẫu này đến lớp đệ thất học sinh chúng tôi để cho chúng tôi học tập. Sau khi cô giáo của tôi xem xong bài văn chương này thì cô giáo nói: con cái cùng trong một gia đình dạy ra, trình độ quốc văn sao mà kém quá vậy. Thưa chư vị đồng tu, một vị cô giáo nói như vậy, trong tâm của đứa học sinh này sẽ như thế nào? Cảm thấy đau đớn, không nơi dung thân, vô cùng hổ thẹn. Cho nên tôi đối với quốc văn thì cảm nghĩ đặc biệt chẳng có lòng tin. Vì vậy đối với quốc văn vẫn không thể mạnh dạn nhắc đến. Kỳ thi đại học liên khảo chỉ được 59 điểm, cũng không đủ điểm. Cho nên thưa chư vị đồng tu, tôi có thể đối với văn hóa Trung Quốc học được. Tôi tin rằng quý vị nhất định cũng có thể đối với văn hóa Trung Quốc học được. Tôi ở đây chỉ là đưa đường dẫn lối. Trong quá trình diễn giảng của tôi còn có rất nhiều thầy giáo ở các nơi viết thư nói rằng: thầy Thái, ông nói khả năng quốc văn của ông trước kia rất kém, có phải thật hay không? Họ vẫn còn hoài nghi, đích thật là sự thật. Nhưng có một việc xảy ra thay đổi rất là vi diệu.
Sau khi tôi xem xong lời dạy bảo của lão hòa thượng, lòng sám hối nước mắt đã rơi xuống. Đem văn ngôn văn lật ra xem thì phát hiện kỳ lạ, cảm thấy sự khoảng cách cùng với nó không xa lắm, sự cảm giác rất đặc biệt, thân thiết. Nhà Phật chúng ta có một câu nói gọi là tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Cho nên cái khó khăn từ chỗ nào, chướng ngại là từ chỗ nào, là do tâm của mình đã làm chướng ngại. Vẫn tự nhắc mình, ta không thể thì ta học không được, thì ta vô dụng. Kết quả cái tâm niệm vừa chuyển thì từ một người chẳng có lòng tin trở thành một người thật sự có cung kính, thật sự trân quý lời dạy bảo của Thánh Hiền. Tâm niệm vừa chuyển thì cảnh giới cũng chuyển, gọi là y báo tùy theo chánh báo chuyển. Cho nên trong 5-6 năm nay thì tôi bắt đầu thâm nhập văn hóa Trung Quốc. Sau khi chúng tôi thâm nhập thì Liễu giải đến vì sao lão hòa thượng phải giảng giải 4.500 năm về trước của lão tổ tông. Chúng ta đã nắm được cương lĩnh làm người làm việc của con người. Vì sao lão hòa thượng phải không ngừng đánh thức chúng ta phải bắt đầu học từ Đệ Tử Quy để học tập? Bởi vì những lời dạy bảo trong này đem toàn bộ cương lĩnh trí huệ 4-5.000 năm của lão tổ tông toàn bộ đã nắm được. Cho nên lịch trình giảng dạy 3 ngày của chúng tôi, tức là lấy trí huệ 4.500 năm trước của lão tổ tông và Đệ Tử Quy, tu học Đệ Tử Quy như thế nào, sau đó là một người tốt chân chính như pháp. Hai điểm này quan trọng để làm báo cáo cùng với chư vị đồng tu. Tôi trước tiên tự giới thiệu. Lão tổ tông dạy bất học lễ vô dĩ lập, tức là một người lúc nào cũng phải có lễ phép. Có lễ phép mới có thể đi khắp thiên hạ, thì không thể không dễ cùng với người ta xung đột, cũng lại được kẻ khác đón tiếp. Tôi tên là Thái Lễ Húc. Cha tôi đặt cái tên này, tôi vô cùng hoan hỷ. Bởi vì sau khi đặt chữ lễ này, tôi cũng không dám vô lễ. Giá như mỗi ngày người ta gọi anh là Thái Lễ Húc, sau đó mỗi ngày anh rất là vô lễ, trên tâm lý sẽ như thế nào, rất là ngượng ngùng, thì cảm thấy tên gọi không giống với thực chất. Khi gọi đều cảm thấy rất hổ thẹn. Cho nên từ thời nhỏ tôi đã nuôi thành cái thói quen, chỉ cần nghe đến bậc trưởng bối của tôi đến nhà chúng tôi, nghe đến tiếng của bậc trưởng bối, bất luận tôi đang ở đâu, thì trước tiên nhất định phải đi đến trước mặt bậc trưởng bối thưa rằng kính chào chú, kính chào gì. Đã có thói quen thì thành tự nhiên. Cho nên giáo dục con cái nhất định phải dạy từ thở nhỏ. Từ thở nhỏ thì dễ dạy. Sau khi mỗi lần tôi làm như vậy, tôi cúi đầu chào, vị trưởng bối này rất vui mừng, liền xoa đầu tôi mà nói, đứa bé này rất ngoan. Thật ra lúc đứa bé này đang làm, xin hỏi bậc trưởng bối có đem bánh kẹo cho nó hay không? Không có. Nhưng lúc đứa bé này đang làm theo sự chỉ dạy của Thánh Hiền thì cùng với tự tánh của nó tương ứng, cho nên sau khi nó cúi đầu thì nó cảm thấy rất thoải mái, rất vui mừng. Cho nên về sau thì đã nuôi thành điều thói quen này. Có một lần khi tôi lên thang máy, đúng lúc đó có một vị trưởng bối bước vào, tuổi tác cùng với mẹ tôi gần như nhau. Bà vừa bước vào thì tôi thưa với bà rằng, xin hỏi bác lên lầu mấy? Thưa chư vị đồng tu, quý vị lên thang máy có bao giờ chủ động hỏi kẻ khác lên lầu thứ mấy hay không? Cái động tác này có quan trọng hay không? Rất là quan trọng. Khi chúng ta mỗi một người đều biết được rất quan tâm kẻ khác một tí, thì toàn cả phong khí xã hội sẽ bắt đầu tùng hoàn lương tính. Giữa người với người thì biết được quan tâm lẫn nhau. Cho nên người với người phải quan tâm lẫn nhau là kết quả. Trước tiên phải chủ động quan tâm kẻ khác. Có câu tục ngữ nói, quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách. Cũng giống với xã hội phong khí, nhân nhân hữu trách.
đều có ảnh hưởng. Giả như hôm nay khi anh lên thang máy, có một vị thanh niên rất có lễ pháp hỏi anh rằng: xin hỏi anh lên lầu mấy? Ngày hôm đó tâm trạng của anh so ra có phải tốt hay không? Cho nên toàn cả phong khí của xã hội cùng với mỗi một người chúng ta gắn bó chặt chẽ với nhau. Sau đó tôi bèn thỉnh giáo với bà. Tôi nói: kính chào bà, lên lầu mấy? Sau khi đã nhận nút thì tôi tự giới thiệu. Tôi nói: kính chào bác, tôi tên là Thái Lễ Húc. Bà ta nói: chào anh, tôi là Trưởng Mẫu Nương. Bà ta đã nghe lầm cái tên của tôi. Bà ta đem tên tôi trở thành Thái Nữ Tế là con rể. Thì nói chuyện cùng với bà, kết quả mới biết được con gái của bà cùng với tôi là bạn học cùng lớp phổ thông trung học cấp 3. Cho nên tôi cũng từ trong này mà thể hội được lời của Lão Tổ Tông là: hữu duyên thiên lý lai tương hội. Nhà Phật chúng ta nói cái duyên này rất đặc biệt, cũng rất hiếm có. 10 năm tu được chung một thuyền, trong 500 năm tu được cùng chăn gối. Tôi từ Đài Loan bay đến Hải Khẩu, lại từ Hải Khẩu bay đến Thâm Quyến, lại từ Thâm Quyến đáp chuyến xe lửa đến Hồng Kông, cộng chung lại cũng có hơn 1000 dặm. Cho nên chúng ta hôm nay cái duyên phần chủ yếu nhất là vì trí huệ của Lão Tổ Tông chúng ta, chúng ta mới có cái cơ hội này cùng nhau ở tại đây nghiên cứu thảo luận văn hóa Trung Quốc, cùng nhau nghiên cứu thảo luận như thế nào đem đời người sống được hạnh phúc mỹ mãn. Cho nên chúng ta tri duyên là biết duyên, thì phải tích duyên, phải trân quý. Cho nên chư vị đồng tu không thể ngủ gục, phải tích duyên. Dĩ nhiên lời dạy bảo của Lão Tổ Tông chúng ta, chúng ta làm bất cứ việc gì, một khi đã sai lầm phải tự mình phản tỉnh. Cho nên giả như chư vị ngủ gục, đó là lỗi của tôi, vì tôi chẳng có đem bài giảng cho đàng hoàng. Chúng ta phải trân quý cái duyên này. Sau đó cái quan trọng nhất là phải có thể tạo duyên thật sự khiến cho người Trung Quốc thức tỉnh, liễu giải đến đời người muốn hạnh phúc mỹ mãn, nhất định phải có trí huệ. Đây là điều kiện đầu tiên. Mà trí huệ nhất định phải trải qua sự ấn chứng của thời gian và không gian mới có thể ấn chứng nó có phải là chân trí huệ không. Mà trí huệ của Lão Tổ Tông đã được sự khẳng định của người trên toàn thế giới, đây là chân lý. Cho nên tạo duyên đặc biệt quan trọng. Ở tại Hải Khẩu, chúng tôi có vị thầy giáo vào Tết Nguyên Tiêu là Tết Thượng Nguyên. Tại sao lại nhớ được rõ ràng như vậy? Bởi vì Tết Nguyên Tiêu là ngày rằm tháng Giêng. Vị thầy giáo này của chúng tôi hỏi tôi rằng: ông ta nói, thầy Thái, hôm nay là ngày rằm tháng Giêng, có nên ngưng giảng bài hay không? Chúng ta cùng với gia trưởng giảng dạy đệ tứ quy đã giảng hết nửa năm, mỗi tuần giảng dạy một lần. Kết quả lại hỏi rằng có nên ngưng giảng bài hay không? Bởi vì hôm nay là ngày Tết Thượng Nguyên. Thì tôi liền thưa với vị thầy giáo rằng: tôi nói, khi thầy làm một người cha, có bao giờ nghỉ ngơi một ngày hay không? Có bao giờ một vị thầy giáo nói rằng: hôm nay ta nghỉ ngơi một ngày, không làm thầy giáo, thì ta có thể ăn mặc không chỉnh tề, lời nói có thể nói bậy được không? Có thể như vậy được không? Không thể được. Cho nên sự tu dưỡng đạo đức của một người là thời thời khắc khắc phải để trong tâm. Giá lại, chúng ta ở trong đời ngũ trược ác thế này, ác duyên so với thiện duyên thì nhiều hơn quá nhiều. Giá như sự tu học ở trong hoàn cảnh như vậy, anh còn 3 ngày bắt cá, 2 ngày phơi lưới, bảo đảm anh nhất định sẽ thụt lùi phía sau, thì phiền não sẽ khởi lên. Cho nên học tập không thể trung đoạn. Cho nên gọi là học như nghịch thủy hành châu, thì giống như đi ngược dòng nước. Chỉ cần anh ngừng lại thì sẽ thụt lùi ngay. Cho nên chư vị đồng tu, nếu anh không tin, trong 10 ngày cũng không muốn gặp ai, kinh cũng không nghe, cũng không đi niệm Phật, sau 10 ngày cách nghĩ của anh sẽ biến thành cái gì? Thì phiền não của chúng ta có thể bắt đầu nổi dậy.
Cho nên phải thường trường kỳ huân tập, không thể trung đoạn. Vị thầy giáo này bèn nói: vâng, vậy thì chúng ta không ngừng giảng bài, nên tiếp tục vào lớp. Lại đúng ngày hôm đấy, ôm ấy, có một vị cô giáo vừa đến. Cô ấy vừa nghe được, hai mắt vô cùng chú ý, không nhìn đi nơi khác. Khi chúng tôi giảng đến có liên quan với một vị thánh hiền nhân, thí dụ nói đến sự tích của vua Đại Thuấn, sự tích của mẫu Tử Khiên, sự tích của Tử Lộ, vừa giảng xong cô ta lập tức cầm bút viết ngay, lập tức ghi lại. Vị bạn hữu này đang làm việc tại hàng không Hải Nam, thời gian đã nghe giảng hết 3 tháng. Cô ta đến trước bàn cùng với tôi giao lưu. Cô nói: thưa thầy Thái, văn hóa Trung Quốc thật là quá hay. Đời người của tôi, quan niệm tư tưởng của mình đã thay đổi, bầu không khí gia đình đã chuyển biến. Khi tôi đến công ty, việc đối xử với các đồng nghiệp cũng biết được làm sao đem bầu không khí của đoàn thể thay đổi cho tốt. Cô ta nói như vậy vẫn chưa đủ. Cái văn hóa tốt như vậy nhất định phải để cho càng nhiều người có thể hấp thụ, có thể tiếp xúc. Cho nên cô ta phải trở về cố hương giảng dạy cho những trẻ em nào rất ít có cơ hội tiếp thụ giáo dục. Mỗi một tuần trở về cố hương một lần, kể cả mua vé xe cũng tự mình chi ra. Như vậy thì cô ta trở về quê bắt đầu giảng dạy. Thời gian cô ta chỉ học có 3 tháng. Thưa chư vị đồng tu, tại sao cô ta chỉ học có 3 tháng mà có thể trở về giảng dạy? Cho nên cái thái độ của việc học tập sẽ ảnh hưởng toàn bộ kết quả học tập của anh. Cho nên Thánh Hiền Trung Quốc có dạy, việc học, cái đề điều kiện đầu tiên quan trọng nhất là phải có chí hướng. Hiệu quả việc học tập của anh mới được tốt. Cho nên thật ra nhà Phật chúng ta nói tứ hoằng thệ nguyện. Nguyện thứ nhất là gì? Tại sao phải học Phật? Là chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, là lập chí, là lập chí. Việc học tập của anh mới có mục tiêu, mới có phương hướng, mới có lực lượng. Sau khi cô giáo này trở về giảng dạy, có một ngày vừa giảng đến một câu ở trong Đệ Tử Quy là: sự chư phụ như sự phụ, sự chư huynh như sự huynh. Ý nghĩa của câu này tức là nói đối đãi cha mẹ của người khác thì phải đối đãi như cha mẹ của mình vậy. Đối đãi anh em của người khác thì phải đối đãi như anh em của mình vậy. Dĩ nhiên là chúng ta phải thường thường chỉ dẫn cho trẻ em đi thể hội, đi noi theo những đạo lý này. Thì chúng tôi sẽ nói với học sinh biết: thưa chư vị đồng học, khi anh học xong nhập tắc hiếu, anh sẽ có cảm giác sâu sắc cha mẹ của chúng ta có cực khổ hay không? Có cực khổ hay không? Những đứa trẻ đều sẽ nói rằng rất cực khổ, rất cực khổ. Cho nên mỗi vị làm cha mẹ, đối với cha gia đình, đối với xã hội đều rất có cống hiến. Thưa các em, ngoại trừ cha mẹ của các em, đối với cha gia đình, đối với xã hội có cống hiến, cha mẹ của người khác có phải là đối với gia đình, đối với xã hội cũng có cống hiến như vậy phải không? Các em nghe xong liền nói đúng. Cho nên chúng ta đối với cha mẹ của người khác cũng phải rất cung kính như nhau. Cung kính như nhau. Kết quả sau khi vị cô giáo này trở về giảng dạy cho số trẻ em này, sau khi giảng dạy xong thì cô đem ra một bao trái giải bắt đầu phát cho mỗi một em nhỏ. Cô giáo nói sau khi chúng ta đã học thì phải lập tức cố gắng đi thực hành. Cho nên bây giờ mang theo một số trái vải, chúng ta trở về quê hương của chúng ta, nhìn thấy những bậc trưởng bối đó, những vị trưởng lão đó, thì anh liền đem trái vải cho họ ăn. Thưa chư vị đồng tu, xin hỏi buổi chiều ngày hôm ấy trong làng của cô giáo bầu không khí như thế nào? Trong lòng của những đứa trẻ em tràn đầy hiếu tâm và cung kính tâm. Và cung kính tâm.
Phong khí kính lão tôn hiền thì ngay buổi chiều ngày hôm ấy ở trong làng này tràn đầy. Kết quả ngày hôm sau, cha cô gọi điện thoại cho vị cô giáo này. Cô ta không phải là chuyên môn dạy học, là sau khi đã học tập 3 tháng, tự mình chủ động trở về cố hương đi tạo duyên để cống hiến ra. Cha cô gọi điện thoại đến nói rằng có rất nhiều vị trưởng bối trong làng gọi điện thoại đến nhà. Họ nói rằng từ xưa chưa từng có con gái đã gả đi mà đối với cố hương của mình có sự cống hiến như vậy, quan tâm như vậy. Từ xưa chưa từng có. Tôi tin rằng cha cô đang lúc nói những lời này trong lòng vô cùng tự hào. Nhờ vào con gái của ông lấy làm vinh dự. Thật ra vị cô giáo này trong khi cảm nhận được sự vui sướng thì nội tâm của cô cũng rất cảm động. Cho nên thưa chư vị đồng tu, hôm nay chúng ta phải bắt đầu học tập. Xin hỏi quý vị đã lập cái chí gì? Hôm nay quý vị đến học tập là dùng cái tâm thái gì? Điều này thì rất quan trọng. Cho nên vừa rồi tôi đã nói điều này là chuyện của tôi đã xảy ra trong thời kỳ ở đại học. Trong khi tôi cùng với gia trưởng giảng bài cũng thường hay đề cập đến điều này. Bởi vì sự lễ phép đối với một người mà nói, nó ảnh hưởng đặc biệt lớn. Rất là đặc biệt lớn. Cho nên tôi cùng với gia trưởng của tôi cầu thông. Tôi sẽ bảo với họ rằng con cái của anh trong đời này có thể gặp được quý nhân, thì tôi bây giờ có thể suy đoán ra. Tôi vừa nói như vậy thì những vị gia trưởng đều mở mắt lớn nhìn. Những người hiện nay đều rất thực tế. Anh nói đạo lý với họ hết nửa ngày họ cũng nghe không vô. Chỉ cần nói về việc của chính họ, có sự giúp đỡ cho con cái của họ, thì họ lập tức mở mắt lớn ra. Cho nên Phật Đà nói: tiên dĩ dục câu khiên, hậu linh nhập Phật trí. Tiếp theo thì tôi nói với những vị gia trưởng này: khi con cái của anh có lễ phép, sau này nó ra xã hội sẽ gặp được những người thật sự có trí huệ, có kinh nghiệm. Họ cảm nhận sự cung kính của con cái anh, thái độ của con cái anh chịu thọ giáo thì họ mới chịu dạy cho nó. Giả như hiện tại con cái của anh rất ngạo mạn, những vị trưởng giả này có kinh nghiệm, có trí huệ, có chịu dạy cho nó hay không? Có thể là không. Thậm chí ngoài ra nó cũng chẳng có quý nhân giúp đỡ. Đời người đi cùng một đường chỉ là lời nói, còn phải có cả thái độ thì không biết đã đắc tội với biết bao nhiêu người. Con người mà chẳng có trợ lực, trước đã có rất nhiều việc xảy ra cản trở. Tôi nói cái trọng điểm này cho những vị gia trưởng là tôi phải cùng với họ suy xét một vấn đề rất quan trọng. Tôi nói với họ, dạy lễ phép cho con cái quan trọng hơn hay là dạy nó từ 98 điểm thi được 100 điểm quan trọng hơn? Câu phía trước quan trọng hay là câu phía sau quan trọng? Là lễ phép quan trọng hơn. Vẫn có những vị gia trưởng nói cả hai điều quan trọng. 98 điểm cùng với 100 điểm chỉ kém có 2 điểm. Thưa chư vị đồng tu, 2 điểm này đối với một đời của nó có ảnh hưởng hay không? Không có ảnh hưởng. Vả lại tôi nói với anh, có thể còn có sự ảnh hưởng không tốt. Bởi vì nó học hành mười mấy năm trong lòng chỉ nghĩ đến ta cần phải thêm 2 điểm, ta phải thi được 100 điểm. Mỗi ngày trong tâm của nó nghĩ điều là số điểm đó. Cho nên nó có rất nhiều vị gia trưởng cũng rất rõ ràng, dạy lễ phép cho con cái, dạy cho con cái thái độ làm người làm việc một đời chính xác so với số điểm còn quan trọng hơn. Rất có đạo lý. Thế nhưng chưa thưa chư vị đồng tu, hiện tại cha mẹ đang làm việc câu phía trước hay là đang làm việc câu phía sau? Hiện tại làm câu nào nhiều? Chỉ cần con cái học hành cho giỏi thì được rồi, những việc khác cũng không cần để ý đến. Điều làm câu phía sau. Nhưng khi nói đến cao quý và quang minh chính đại, họ đều nói rằng làm người rất quan trọng. Kết quả trên thực tế thì khác. Thôi hãy mau đi học hành,
những việc khác không cần để ý đến. Có phải như vậy hay không? Vậy có phải là người lớn nói một đàng lại làm một đẻo, một nẻo? Khi người lớn nói một đàng làm một nẻo, thì đứa trẻ đó từ nhỏ cảm thấy không hiểu gì cả. Viên hậu giả như anh nói một đạo lý mà không làm được, trong lòng của nó sẽ dần dần sanh ra sự bất mãn. Lời của mẹ nói vô lý là nói dối, bởi vì bây giờ nó còn nhỏ hơn bà, cho nên nó không dám lên tiếng. Bởi vì bà vừa nói nó, có lẽ bà đã làm cho nó sợ, cho nên nó cũng biết xét lời xem mặt nên không nói. Đợi đến khi nó lớn lên cùng với bà gần như nhau thì làm sao? Thì nó lập tức cãi lại với bà. Cho nên người Tây Phương nói, con cái nhất định sẽ có, con cái nhất định sẽ có nghịch phản tâm lý. Có nghe qua hay không? Tại Hồng Kông chúng ta là nói cái gì? Ở Đài Loan gọi là bạn nghịch kỳ, ở Đại Lục gọi là nghịch phản tâm lý. Bạn nghịch kỳ và nghịch phản tâm lý là cùng một ý nghĩa. Người Tây Phương đều từ kết quả bắt tay vào làm. Tại sao người Tây Phương lại có bạn nghịch kỳ? Bởi vì người Tây Phương chẳng có lời dạy bảo của Thánh Hiền. Bởi vì họ chẳng có dạy nó hiếu đạo. Nó không biết căn bản của làm người ở tại hiếu đạo, cho nên nó chẳng có cái nền tảng này. Sau đó người lớn lại nói một đàng làm một nẻo, cho nên trong lòng của nó thì bắt đầu tích lũy sự bất mãn, đến cuối cùng thì bộc phát. Cho nên nghịch phản tâm lý là từ Tây Phương truyền vào Đông Phương. Xin hỏi con em đời sau của chúng ta có ở trong trí huệ hiếu đệ của Thánh Hiền Trung Quốc hay không? Không có. Cho nên đợt con cái này cũng sẽ có nghịch phản tâm lý. Mấy ngàn năm lịch sử của Trung Quốc chưa từng có xuất hiện bốn chữ nghịch phản tâm lý. Bởi vì 1-200 năm trước, toàn bộ gia đình, xã hội đều dạy hiếu dưỡng cha mẹ, tôn kính sư trưởng, huynh hữu đệ cung, trưởng ấu hữu tự. Cho nên nguyên nhân là nhờ có lời dạy bảo của Thánh Hiền, con cái mới không trở thành nghịch phản tâm lý. Bởi vì hiện nay chẳng có lời dạy bảo của Thánh Hiền, cho nên vấn đề của tất cả thanh thiếu niên, không chỉ là người Tây Phương có, người Đông Phương, tuy Trung Quốc cũng càng ngày càng nghiêm trọng. Kỳ thật là bởi vì đời sau của Trung Quốc hiện tại trong đầu óc chứa đựng cái gì đáng được phải suy nghĩ. Hiện tại chúng ta rốt cuộc đã chọn phương pháp của nền giáo dục gì để giáo dục cho mình và giáo dục cho con em đời sau? Hiện tại chúng ta đang học tập rốt cuộc là môn trí huệ gì, là nền văn hóa gì, là quan niệm tư tưởng gì? Phải suy nghĩ, phải phán đoán. Nếu không thì việc chọn lựa của cuộc đời anh sẽ sai lầm rất nhiều. Phải có sức phán đoán mới biết hạ thủ. Thưa chư vị đồng tu, hiện tại trong tư tưởng của anh có bao nhiêu là tư tưởng của Thánh Hiền Trung Quốc? Tôi thường hay cũng có hỏi rất nhiều bạn bè, anh là người Trung Quốc phải không? Với giọng nói thấp xuống trả lời rằng, phải. Tôi lại hỏi tiếp, anh là người Trung Quốc phải không? Họ trả lời rằng, phải. Tôi bèn nói với họ rằng, rất nhiều việc chẳng phải lớn tiếng thì được rồi. Người em họ của tôi sống ở bên Mỹ, đã 28 tuổi. Từ khi ra đời đến bây giờ, thân thể của nó, dòng máu của nó, bảo đảm là dòng máu của người Trung Quốc thuần chính. Còn tư tưởng của nó thì sao? Xin hỏi tư tưởng quan trọng hay là dòng máu quan trọng? Tất cả ngôn ngữ tạo tác sự ảnh hưởng của một người là dòng máu quan trọng hay là tư tưởng quan trọng? Là tư tưởng. Cho nên người Trung Quốc chân chính là gì? Là trong quan niệm tư tưởng của anh, trong ngôn ngữ hành vi của anh, thời thời khắc khắc đều có thể nhắc đến lời dạy bảo của Thánh Hiền.
Như vậy anh là người Trung Quốc chân chính. Cho nên chúng ta phải bắt đầu suy nghĩ cho kỹ. Xin hỏi, chúng ta khởi tâm động niệm có nghĩ đến lời dạy của Khổng Phu Tử, kỹ sở bất dục, vật thí ư nhân hay không? Đây tức là tâm nhân ái. Hay là chỉ nghĩ đến cá nhân của mình, tự tư tự lợi? Điều này là người Tây Phương lấy tự ngã làm quan niệm của trung tâm. Cho nên khi chúng ta khởi tâm động niệm mà thường thường có thể nghĩ đến người khác, đó là anh đã có tấm lòng của người Trung Quốc. Nhưng khi chúng ta thời thời khắc khắc đều nghĩ đến chính mình là tổn nhân lợi kỷ, đó là chúng ta đã bị ô nhiễm của quan niệm tư tưởng không tốt. Cho nên giả như hiện tại chúng ta đã bị ô nhiễm, thì anh phải gấp rút đem điều ô nhiễm này ngăn chặn, chấm dứt. Phải nhớ lấy, tuyệt đối không được tái ô nhiễm đến con em đời sau của anh. Điều này là trách nhiệm. Cho nên nuôi mà không dạy là lỗi của cha mẹ, dạy không đúng cũng là lỗi của cha mẹ. Cho nên anh phải học, anh phải chọn lọc nền giáo dục như thế nào đối với con cái của anh mới là điều quan trọng. Anh phải biết phán đoán. Chúng ta hãy xem người Tây Phương lấy tự ngã làm trung tâm đã kéo dài cuộc sống con người là một thứ thái độ gì? Là cạnh tranh, rồi lại tiến lên một cấp thì biến thành đấu tranh, rồi lại thành chiến tranh. Có đánh nhau hay không? Lại đánh nhau thì biến thành cái gì? Ngày tận thế đã đến. Ở Đài Loan, tôi thường thường nhìn thấy trên đường phố cột đèn có bốn chữ viết là Ngày tận thế đến. Thường thường nhìn thấy được. Căn nguyên của Ngày tận thế ở tại đâu? Là y báo tùy theo chánh báo chuyển. Căn nguyên của Ngài tận thế ở tại nhân tâm. Nhân tâm phải thấu qua sự giáo dục. Duy chỉ có nền giáo dục của Thánh Hiền mới có thể chuyển biến nhân tâm. Nhưng hiện nay nền giáo dục của Thánh Hiền không hưng thịnh. Chúng ta là người Trung Quốc, đem nền giáo dục của Thánh Hiền đã mang đi đâu? Cho nên có một ngày cô giáo Dương Thục Phân đã nằm mộng thấy. Cô nói cô đi xuống một đường hầm. Đường hầm này ở dưới lòng đất, rất sâu, rất sâu. Nhìn thấy một số sách vở của Thánh Hiền. Số sách vở này của Thánh Hiền đã bị một lớp bụi bặm dày đặc phủ lên trên. Dày đặc phủ lên trên. Cô liền dùng tay phủi nó. Sau khi cô giáo đã nằm mộng thấy như vậy, cô bèn qua Đại lục Trung Quốc để đẩy mạnh phát triển nền văn hóa Trung Quốc, rất có ý nghĩa. Cho nên cái thời đại này, đẩy mạnh phát triển nền văn hóa Trung Quốc tuyệt đối chẳng phải chỉ vì người Trung Quốc mà thôi, mà là vì cái gì? Là vì toàn cả thế giới. Thưa chư vị đồng tu, vào thời đại năm 1970, giáo sư Thang Ân Tỷ đã nói như vậy. Ông nói muốn giải quyết vấn đề xã hội của thế kỷ 21, chỉ có hai thứ học thuyết có thể giải quyết được. Một thứ là học thuyết của Khổng Mạnh, một thứ là Phật Pháp Đại Thừa. Thưa chư vị đồng tu, hạch tâm của học thuyết Khổng Mạnh ở tại đâu là nhân ái. Căn bản của Phật Pháp Đại Thừa ở tại đâu là từ bi. Nhân ái và từ bi là một, chẳng phải hai. Cho nên chỉ có nhân tâm quay trở về lấy nhân ái làm một bước đầu tiên khởi hành cho nền giáo dục thì mới có thể thực sự chuyển biến được nguy cơ. Những vị được giải thưởng Nobel năm 1988, 70 mấy vị hội nghị ở Bali,
Cuộc thảo luận của hội nghị là nhân loại của thế kỷ 21 nếu muốn tiếp tục sống còn phải nên làm thế nào. 70 mấy vị đều cùng nhau kết luận, phát biểu liên hợp tuyên ngôn, đều nói nhân loại ở thế kỷ 21 nếu muốn sống còn nhất định phải quay trở về 2000 năm trước, tiếp thụ trí huệ của Khổng Phu Tử mới có thể sống còn. Thưa chư vị đồng tu, sau khi nghe xong có thể cảm thấy làm người Trung Quốc rất tự hào. Kỳ thật cái tự hào đó có phải là của anh hay không? Là của ai vậy? Thưa chư vị đồng tu, hiện tại chúng ta là vì có trí huệ và phước phần của lão tổ tông trong nôm chúng ta, không phải là vì chúng ta rất ưu tú. Chúng ta phải tự mình nhân quý tự tri, không thể chỉ ở dưới gốc cây đại thọ hứng mát. Phải đem trí huệ văn hóa đẩy mạnh, phát dương quang đại mới được. Như vậy mới có thể không phụ lòng của lão tổ tông giao phó cho chúng ta. Cho nên tuyệt đối không được để cho người ngoài đến bảo với anh rằng cha anh rất vĩ đại, mẹ anh rất ưu tú. Những người trong nhà của mình cũng không biết rõ mà để cho người ngoài đến nói. Tôi cũng rất lo ngại khi người Tây Phương rất coi trọng nền văn hóa Trung Quốc, 20 năm sau một người Anh Quốc đến Hồng Kông chúng ta, đem tư tưởng của Khổng Phu Tử giảng cho chúng ta nghe. Trong tương lai tuyệt đối không thể có xảy ra chuyện này. Cho nên chúng ta liễu giải đến tình hình hiện nay của toàn bộ xã hội và tình hình quốc gia, có phải là con đường này hay không? Đúng như vậy. Mỗi ngày xem tin tức, nhất định là có chiến tranh, nhất định cũng có giữa người với người xảy ra xung đột. Con đường này không thể đi. Nhưng những người hiện nay phần đông đều đi trên con đường này. Cho nên cuộc sống con người phải bình tĩnh, phải phán đoán thì anh mới chọn được chính xác. Không thể khiến cho con cái của chúng ta lại đi theo vết xe cũ, là bởi vì tôi từ trên thăng học chủ nghĩa đã học 10 mấy năm, nhớ không được mấy câu, không thể hội được rất nhiều đạo lý. Việc làm người xử sự hoàn toàn phải tự mình dò dẫm tìm tòi trong xã hội, rất là mệt nhọc. Cho nên lần đầu tiên khi tôi giảng dạy để tứ quy cho học sinh thì tôi rất cảm động. Ở Đài Loan tôi có người anh kết nghĩa, có hai đứa con gái, một đứa học lớp 2, một đứa học lớp 4. Tôi mang theo hai cuốn đệ tiểu quy lập tức đến Đài Trung giảng giải cho anh ấy nghe, nhất định phải học đệ tiểu quy. Lúc bấy giờ chúng tôi ngồi trong tiệm cơm chay, tôi vừa đọc vừa giảng giải cho anh ấy nghe. Mỗi câu nói đều chỉ dạy cho mình tu thân và đối với nhân cách của con cái, hình thành ảnh hưởng lâu dài. Giảng được phân nửa, đột nhiên tôi khóc như mưa. Tôi đã khóc hai lần như vậy. Quý vị không nên nghĩ rằng tôi rất ưa khóc. Nước mắt tuôn ra rơi xuống. Người anh kết nghĩa của tôi bị tôi làm hết hồn một cái. Sau đó tôi bình tĩnh trở lại, thì anh ấy nói với tôi rằng anh có nghe qua những vị giáo sư đại học giảng bài nhưng chưa từng thấy cái dáng của em giảng như vậy. Sau đó tôi nói rõ với anh ấy rằng tôi nói là vì khi em giảng đến giữa chừng thì đột nhiên có một thứ cảm giác rất là sâu sắc, tức là vì sao những lời dạy bảo này trải qua mười mấy năm giáo dục mà chẳng có dạy cho em. Cuộc đời của tôi đã đi nhiều đường vòng vèo quanh co cũng không sao. Trong quá trình vòng quanh đã làm sai việc, đã hại rất nhiều người. Đây là điều nói tiếc rất sâu xa. Cho nên tôi hy vọng điều nói tiếc này tuyệt đối không còn xảy ra ở trên thân học sinh của tôi. Cho nên chúng ta mang theo sứ mạng này bắt đầu thâm nhập nghiên cứu nền văn hóa Trung Quốc, bởi vì trước được nói tiếp mới có thể truyền cho đời sau. Tự mình phải có thể liễu giải, tự mình phải có thể lập thân hành đạo, phải làm được mới có thể dạy được học sinh, dạy được con cái của mình. Cho nên chúng ta phải bắt đầu lý giải đến nền giáo dục thánh hiền Trung Quốc là lấy nhân ái làm hạch tâm. Nhân ái lại đề thăng, hiểu được thương yêu, hỗ trợ lẫn nhau. Lại đề thăng nữa,
Tức là nhà Nho chúng ta nói thế giới đại đồng. Nhà Phật nói là Tây Phương Cực Lạc thế giới. Trong kinh nói chư thượng thiện nhân. Cái gì là chư thượng thiện nhân? Là niệm niệm đều nghĩ đến quan tâm người khác. Cho nên trong lời dạy bảo của Khổng Lão Phu Tử có một bài đã ghi chép lý tưởng thế giới đại đồng của Ngài trong quyển Lễ Ký Lễ Vận Đại Đồng Thiên. Trong sách Mạnh Tử có nhắc đến một câu: Lão Ngô Lão Dĩ cập nhân chi lão, Ấu Ngô Ấu Dĩ cập nhân chi ấu. Mỗi một người đều là dùng cái tâm thái này đi đối đãi với nhau, với người khác, thì toàn bộ xã hội sẽ vô cùng lương thiện, vô cùng hài hòa. Rất nhiều người trong khi đang học tập nền văn hóa Trung Quốc, họ sẽ có một cách nghĩ như thế này. Họ cảm thấy lý tưởng là lý tưởng, thực tế là thực tế. Thật ra không đúng. Khi anh đã thực sự tin rồi, liễu giải rồi, khi anh thực sự nỗ lực thực hành, thì sẽ nảy sinh ra cái trạng thái này. Thì sẽ nảy ra cái trạng thái này, gọi là trong cộng nghiệp có biệt nghiệp. Cho nên khi anh chịu nghe theo lời dạy bảo của Thánh Hiền Nhân, thì gia đình của anh sẽ vô cùng hòa thuận an lạc. Chúng ta xem băng video của cư sĩ Hứa Triết. Nhìn thấy cư sĩ Hứa Triết đi đến nơi nào, khi những người nhìn thấy mặt của bà, nét vui cười trên mặt của bà vô cùng rạng rỡ, thì cũng như nhìn thấy thân nhân của mình vậy. Cho nên cư sĩ Hứa Triết trong lòng có thể giữ được cái tâm nhân từ này. Những người của thế giới này mà được ở bên cạnh của bà thì khác hẳn. Cho nên trong khi chúng ta tự mình bắt đầu làm, thì thế giới của anh cũng sẽ bắt đầu khác hẳn. Làm thế nào chúng ta có được phương pháp và đạo lý làm người làm việc phán đoán chính xác, chỉ dạy cho con cái? Làm thế nào chúng ta hình thành sức phán đoán như vậy? Nhất định phải xây dựng lý trí của chúng ta, xây dựng trí huệ của chúng ta. Lý trí và trí huệ xây dựng như thế nào? Có phải rất nhiều cha mẹ đều đã nằm một giấc mộng ban ngày, bây giờ đứa con này không biết gì cả, có lẽ 18 năm sau thì thầy bói nói nó lập tức sẽ trở thành tổng giám đốc, phải không? Có cái đạo lý này hay không? Có nghĩ cách này hay không? Thật ra có người đã nghĩ như vậy. Quan niệm tư tưởng của con người là do năm tháng tích góp lại. Có một ngày nào từ cái không tốt đột nhiên trở thành tốt hay không? Điều đó cũng chẳng có dùng lý trí đi suy nghĩ. Cho nên lý trí và trí huệ của con cái nhất định phải trải qua việc học tập. Xin hỏi học cái gì? Xin hỏi học cái gì? Rất là quan trọng. Học đúng và học không đúng thì kết quả khác rất xa. Như chúng ta bây giờ còn trẻ, học cũng học không ít, đã học hành hết mười mấy năm, kết quả việc học hành ra sao? Là tốt hay là không tốt? Chúng ta hãy nhìn xem trong đời này của chúng ta, nếu nghe được hai chữ hiếu tử, quả thật là long phụng sừng lân. Nghe không được vài người. Có bao nhiêu người học tập? Nhiều lắm. Thật là quá nhiều. Nhưng tại sao kể cả căn bản làm người cũng không biết? Trở về 100 năm trước, anh đang đi trên đường nhìn thấy một bác nông phu đang cày cấy. Anh cùng với bác nói chuyện, hỏi bác một câu: thưa bác cảm thấy việc làm người phải làm như thế nào? Thì bác nhất định sẽ cùng anh nói chuyện nửa tiếng đồng hồ. Bác lập tức sẽ nói việc làm người cái quan trọng nhất là phải hiếu thuận cha mẹ. Không hiếu thảo cha mẹ thì hoàn toàn không phải là con người. Còn phải thương yêu anh em. Bác cũng có thể nói thêm với anh nửa tiếng đồng hồ, có lẽ bác một chữ cũng không biết. Bác chịu sự ảnh hưởng của gia đình, bác còn phải chịu sự giáo dục của hoàn cảnh xã hội.
Cho nên thật sự việc quan trọng phải học là nguyên lý nguyên tắc bất biến của làm người làm việc. Mà những nguyên lý nguyên tắc này thì ở trong kinh điển của Thánh Hiền Trung Quốc. Cho nên chúng ta phải lấy lời dạy bảo của Lão Tổ Tông Trung Quốc. Của Lão Tổ Tông Trung Quốc cộng thêm quyển kinh điển Đệ Tử Quy này để làm bài giảng học tập trong mấy ngày này. Thôi, bây giờ bài giảng thứ nhất của chúng tôi đến đây thì kết thúc. Xin cảm ơn quý vị.